Dũng đòi thu xe ô tô của anh Hát. Để bắt nợ, vì lý do trong năm 2018, vợ anh Hát có vay của vợ chồng Dũng số tiền là 115 triệu đồng. Trinh sát kể chuyện, toán cướp rình mồi tại chân cầu quay cướp ô tô trên quốc lộ táo tợn trong đêm ngày 5 tháng 4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đang điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản giữa ban ngày. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, anh Lê Văn Hát, 35 tuổi, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Trường Giang, Đông Phong, biển số 34C-220, trị giá tài sản khoảng 500 triệu đồng đến đỗ tại đường liên thôn thuộc khu Văn Xá, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, Hà Nội. Bị bắt vì cướp giật của nhiều phụ nữ, hai thanh niên vẫn cười tươi đúng lúc này. Nguyễn Thị Dự, 49 tuổi, cùng chồng là Vũ Hữu Dũng, 56 tuổi, và Vũ Đức Hoan, 48 tuổi, có quan hệ họ hàng với Dũng, cùng trú tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương đi xe máy đến. Tại đây, Dũng đòi thu xe ô tô của anh Hát. Để bắt nợ, vì lý do trong năm 2018, vợ anh Hát là chị Vũ Thị Hát, 32 tuổi, có vay nợ của vợ chồng Dũng số tiền 115 triệu đồng, nhưng anh Hát không đồng ý, sau đó Hoan và Dự giữ tay anh Hát với mục đích để Dũng lấy chìa khóa xe ô tô đang treo tại đai quần anh Hát. Trong lúc giằng co, Dũng đã dùng tay đấm vào mặt anh Hát, làm nạn nhân chảy máu mồm và mũi, gây choáng váng, rồi lấy chìa khóa xe ô tô và đưa cho Hoan điều khiển xe ô tô đi. Hiện, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố Khá Bảnh và đồng bọn về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo trí thức trẻ.